Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đón Tết cùng VTV. VTV, chương trình đón Tết đặc sắc ấn tượng gồm 3 phần. Trước giao thừa sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ở nhiều lĩnh vực. Cầu truyền hình trực tiếp không khí đón năm mới của người Việt tại các điểm cầu trên cả nước. Sau giao thừa sẽ là chương trình nghệ thuật trẻ trung đặc sắc với những thông điệp đầy ý nghĩa hướng tới năm mới. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Đón Tết cùng VTV với chủ đề Bay lên Việt Nam. VTV 2017 bay lên Việt Nam. Đó sẽ là một chuyến bay vô cùng đặc biệt, nơi mà phi hành đoàn cùng hành khách sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tự hào khi nhìn lại, trân quý, biết ơn hiện tại và hứng khởi, nhiệt thành với những thử thách mới. Những giấc mơ đang chờ đợi tất cả chúng ta hiện thực hóa và cất cánh bay lên.
Cùng VTV với chủ đề đi theo bóng mặt trời. Điều đặc biệt có thể đến chính từ những vị khách của chúng ta ngày hôm nay. Mặt trời ơi, tôi đang du dương, tôi đang bài em chế anh ạ. Xin chào.
nguồn cội. Chúng chọn những tháng ngày tuyệt vời, nhìn thấy nhau với nụ cười rạng ngời. Văn hóa là một dòng chảy góp phần định danh bản sắc Việt. Mênh mênh mang mang, phù vân yên tử. Tiên cảnh gọi trần gian. Cảm xúc trước thiên nhiên đẹp, mình cảm xúc trước những bông hoa đẹp. Sáng xuân tỏa ngát tâm hồn ta. Wow, có màu đẹp lắm. Đường gần đường xa, vui tiếng bạn bè. Kích thích, kích thích. Lễ hội đúc mùa. Có một tí may mắn cho những điều mới mẻ.